người đã quay trở lại với channel của Con Sáu Tám TV và mình là Jenny. Thực ra thì cũng khá là lâu rồi mình chưa có làm lại một cái video YouTube đàng hoàng nào để review cho các bạn, đa số là làm TikTok. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã quyết định là làm một cái dự án mà mình khá là thích thú với dự án này, bởi vì thường review dự án là mọi người sẽ review về website, về white paper rồi sẽ đọc lý thuyết đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ review luôn thực hành, tức là mình sẽ download cái app đó về rồi mình sử dụng cái app đấy cho mọi người xem là nó sẽ như thế nào. Ok, và đó là dự án Shop Next. Và bây giờ hãy cùng mình bắt đầu nha. Ok, thì đầu tiên website của Shop Next là shopnext.io. Thì khi mà các bạn truy cập vào, nó sẽ hiện ra cho các bạn cái phiên bản download beta của iOS và Android. Thì mình xài iPhone cho nên mình sẽ bấm vào cái hình trái táo. Chúng ta sẽ lên App Store để chúng ta download app này về trải nghiệm thử ha. Thì không biết cảm giác của mọi người như thế nào, nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà có một cái dự án crypto, nó được có một cái app đàng hoàng ở trên App Store ấy. Android thì không nói nha, bởi vì Google Self Play nó cũng dễ hơn, nhưng mà trên App Store ấy, thì mình cảm thấy cực kỳ yên tâm nha mọi người. Có một cái cảm giác yên tâm, và khi mình download một cái app từ App Store về, mình có cảm giác yên tâm hơn rất là nhiều. Và khi mình mở ra thì cái giao diện này thiết kế khá là đẹp, mình thấy là tiện ích, tiện lợi cho người dùng, thiết kế khá là đẹp, giao diện mượt, ok, tình hình là thấy khá là mượt, không bị lắc hay gì hết. Và nó có chọn ngôn ngữ nha, tức là sẽ có nhiều ngôn ngữ khác nhau, ở đây thì mình sẽ chọn tiếng Việt cho dễ. Nó có một chữ là shop to earn đó mọi người. Shop to earn là đi mua sắm để kiếm thêm crypto. Thì trước giờ mình nghe play to earn tức là chơi game kiếm tiền, rồi learn to earn là vừa học vừa trả lời câu trả lời để kiếm tiền đúng không? Nhưng mà còn shop to earn thì mình thấy ít bên nào làm, và có thể Shop Next sẽ là một bên tiên phong và một bên nổi bật nhất để làm về cái shop to earn này chăng? Các bạn có thể thấy là cái giao diện này khá là bắt mắt đúng không? Và màu xanh là màu chủ đạo. Thì khi mà mình lướt ở trên trang chủ thì khá là đầy đủ. Bây giờ mình sẽ đi từng cái tính năng một nha. Ok, sau khi mình đăng ký xong, mình bấm vào chữ mua ngay trên Shopee thì nó sẽ hiện ra thông báo là kích hoạt ưu đãi hoàn tiền 8,1%. Lát nữa mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn hoàn tiền này là hoàn tiền cụ thể như thế nào nha. Lưu ý quan trọng. Ok, bấm chữ tiếp tục. Sau khi mà bấm chữ tiếp tục xong, nó sẽ hiện ra luôn giao diện của Shopee mọi người. Tức là nó sẽ direct mình qua thẳng giao diện của Shopee và mình mua sắm được trên bình thường. Tức là không phải mua sắm ở trên Shop Next, mà kích hoạt cái hoàn tiền là cashback ở trên Shop Next, sau đó nó sẽ direct qua Shopee để mua sắm như bình thường. Cái này mình thấy khá là thích nha, bởi vì mình cứ tưởng ban đầu là sẽ mua trực tiếp ở trên Shop Next luôn, nhưng mà thực ra đối với mình thì mình quen với giao diện mua sắm ở trên từng cái platform khác nhau hơn, cho nên như này mình thấy khá là tiện, khá là hữu ích cho người dùng. Và tương tự Lazada cũng vậy, khi mình bấm chữ mua ngay thì nó sẽ kích hoạt chế độ hoàn tiền cho mình lên đến 20%, ở đây là 11.9%, là sau rồi nó sẽ direct thẳng qua Lazada để mình mua sắm trên Lazada luôn. Khá là hay ha. Tiếp theo là chức năng voucher. Chức năng voucher thì mình thấy có những voucher của Tiki nè, voucher ăn lẩu buffet nè, nói chung là những voucher ăn uống, những voucher làm đẹp, bách hóa xanh hay là cửa hàng tiện lợi vân vân. Thì mình thấy cái này cũng khá là phổ biến. Khi mà các bạn sử dụng những voucher này thì nó cũng có chế độ hoàn tiền, ví dụ như là từ 3%, 1% vân vân. Ok, mình thấy ở giữa app nó có một cái hình vương miện tên là Moon. Thì khi mình click vào, nó giống như là nâng hạng thành viên á. Tức là khi bạn nâng hạng thành viên, bạn trở thành khách hàng VIP, bạn sẽ có nhiều ưu đãi hơn. Thì ở đây là ví dụ tăng 20% hoàn tiền hay là nhận voucher độc quyền vân vân. Thì những bước để trở thành Mooner mình thấy khá là đơn giản. Thứ nhất là các bạn kết nối với ví MetaMask thì không thành vấn đề đúng không? Thứ hai là tích lũy đủ số lượng Next. Thì Next là gì? Next ở đây là token của Shop Next. Các bạn nhớ ban đầu mình nói là Shop to Earn á, tức là đi mua sắm để kiếm tiền. Thì cái kiếm ở đây tức là mình sẽ kiếm Next, thì mình sẽ kiếm token, ok chưa? Và bước thứ ba, sau khi mà bạn đã tích lũy đủ số lượng thì bạn chỉ cần xác nhận nâng hạng thành viên thôi. Cái nói chung là cái quan trọng đây là các bạn phải tích lũy đủ Next đúng không? Rồi mình sẽ đọc thêm thông tin nha. Đó là từ việc mua sắm hàng ngày, cứ mỗi 0,1 đô, 0,1 đô tính ra bao nhiêu tiền các bạn, là khoảng 2.300 đồng đúng không? Là Shop Next sẽ hoàn tiền cho các bạn khi mua sắm, là các bạn sẽ được tặng thêm một Next ha. Một Next là cứ mỗi 2.300 đồng là các bạn sẽ được tặng một Next. Vậy thì chỉ cần một đơn hàng tầm mấy trăm ngàn thôi là các bạn cũng có thể kiếm được vài Next đúng không? Mình thấy cũng khá là hay. Ok, rồi mình hiểu cơ chế rồi. Vậy thì Shop Next sẽ lấy tiền từ đâu để trả cho các bạn? Thì các bạn có thể tưởng tượng khi mà chúng ta mua sắm tại Shopee, Lazada, Tiki hay là voucher của CGV, rồi Kogi, Kichikichi vân vân thông qua Shop Next, thì lúc này Shop Next nó sẽ lấy cái phí hoa hồng từ những cái merchant đại diện như là những cái nhãn hàng lớn, thì Shop Next sẽ chia sẻ một phần phí hoa hồng này đối với các bạn là những người mua sắm. Đó thì
Trong nói chung là có một cái phần Q&A nha, có một cái phần Q&A họ sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn, ví dụ như làm sao để được hoàn tiền hay là làm sao để rút tiền, đúng không? Hoàn tiền là mình có next trong tài khoản rồi, làm sao để mình rút cái next đó ra ở Việt Nam đồng, hay là mình chuyển khoản như thế nào, rồi ngoài Bitcoin ra, ngoài next ra thì mình còn những đồng nào khác nữa không, vân vân. Nó sẽ có một cái list câu hỏi trong phần Q&A thì các bạn có thể đọc thêm ở trên app nha. Nó có cái phần trợ giúp á, khi các bạn bấm vào chữ trợ giúp nó sẽ hiện ra một loạt những cái câu hỏi như vậy. Rồi vậy thì chúng ta đi tiếp ở trong phần thưởng thì có những cái chương trình như là check in mỗi ngày, nhận next liền tay. Cái này mình tưởng tượng, nói chung là chưa ra mắt nhưng mà mình tưởng tượng khá là đơn giản là vào app chỉ cần bấm chữ check in là sẽ được nhận token next, mình nghĩ là như vậy. Đoán đúng trúng next thì chắc là sẽ có những câu hỏi, đúng không? Xong rồi mình trả lời đúng câu hỏi mình sẽ được nhận next. Rồi tiết kiệm next lại hàng tháng. Cái này mình cũng đoán ra được là chắc là mình sẽ có một cái cục next, xong rồi mình stake, giống như staking á, mình sẽ khóa nó lại rồi nó sẽ trả lại cho mình hàng tháng. Mình nghĩ là như vậy. Nói chung là những cái này chưa ra mắt, tất cả chỉ là mình đoán thôi. Khi các bạn bấm vào cá nhân thì sẽ xem được là những thông tin cá nhân của mình, rồi các bạn có thể cài đặt thông báo, cài đặt quốc gia, tiếng Việt, tiếng Anh, vân vân, liên hệ hỗ trợ với shop next để được trợ giúp một cách nhanh nhất. Khi mà chúng ta bấm vào chữ trang chủ ấy, bấm vào hoàn tiền, các bạn sẽ thấy những cái phần nó làm cho mình thấy khá giống như là kiểu Momo hay là Shopee Pay á các bạn. Trong cái ví á là các bạn sẽ có những cái phần tiền của mình hiện ra bao nhiêu nè. Ví dụ hoàn tiền ở đây bởi vì mình chưa mua sắm cho nên nó hiện ra 0 đồng. Rồi cái next á ở đây là cái token nó tên là next, cũng là mình chưa nhận được next nào bởi vì mình chưa mua cho nên nó cũng hiện ra là chữ 0. Đó thì khi mà các bạn bấm vào ví dụ như là nạp next hay là rút next vân vân, rồi chúng ta sẽ có những đơn giao dịch đang xử lý đã hoàn thành. Nói chung là khá là giống những cái app online và ví online hiện tại các bạn dùng, cho nên mình thấy những người nào mà không sử dụng quen những ví crypto hoặc là những giao dịch crypto, khi mà sử dụng giao dịch ShopNext hoàn toàn là sử dụng được, mình chắc chắn 100% luôn, bởi vì nó khá là giống những cái giao dịch mình vẫn xài thường ngày cho nên là không có vấn đề gì cả. Ok, và ngoài việc mua sắm online ra thì mình thấy bên ShopNext còn bao quát khá là nhiều dịch vụ, và sẽ có những dịch vụ mình nghĩ là mình sẽ dùng bởi vì dùng sẽ được hoàn tiền thì ok. Ví dụ như nạp tiền điện thoại nè, mỗi lần mình nạp rất là nhiều cho nên nếu mà được hoàn tiền thì sẽ rất là ok. Hay là nhà ăn uống, mua bảo hiểm thì mình cũng không mua. Vé máy bay thì ok, vé máy bay nè, rồi thẻ tín dụng, taxi sân bay, vé xem phim, ok. Chắc là sắp tới mình sẽ thử một vài cái dịch vụ ở trong đây rồi mình sẽ review cho các bạn sau ha. Ok, và mình sẽ lướt sơ website của ShopNext một chút nha mọi người. ShopNext.io. Thì bởi vì mình cũng là một nhà đầu tư cho nên thường mình sẽ xem những cái thông tin trọng yếu trong website thôi. Những cái website nào mà nhiều chữ thì mình khá là lười đọc ấy. Nhưng mà mình thấy web của ShopNext khá là lean. Thứ nhất là lean nè, thứ hai là hình ảnh bắt mắt, cho nên là chỉ cần lướt những thông tin quan trọng nó nằm ở ngay trước mắt rồi. Ví dụ như là đối tác chiến lược, các bạn thấy logo của Binance là Binance Pay, Binance Smart Chain, và đối tác nữa là Shopfinex. Thì khi mà một dự án họ hợp tác được với Binance Pay là một cái gì đấy rất là đáng kể rồi các bạn. Nó thể ra cái sự uy tín luôn. Cho nên khi mà ShopNext công bố hợp tác với lại Binance Pay á, hôm đó mình đọc tin xong mình cảm giác cực kỳ yên tâm, bởi vì partner với Binance Pay không phải là chuyện đơn giản. Tiếp theo là họ có 600, là 600 cái thương hiệu, brands thương hiệu. Ví dụ như Shopee, Lazada hay là Apple, Nike, Adidas là những cái thương hiệu quá là lớn rồi, không cần phải nói gì thêm. Bạn nào mà biết đọc về tokenomics thì mọi người có thể đọc ở trên đây ha. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn shop to earn, đúng không? Mà chúng ta earn ở đây là earn next. Bạn nào mà chúng ta biết kiến thức về crypto ấy, thì nên đọc thêm next ở đây nha. Là ví dụ như total supply là bao nhiêu này, allocation phân bổ cho team là bao nhiêu, marketing partners là bao nhiêu. Còn kỹ hơn nữa ấy, là các bạn tìm thông tin là lịch vesting, lịch trả token của dự án. Đó, thì các bạn có thể tìm thêm thông tin đấy và đọc thêm, phân tích sâu hơn. Tiếp theo là về roadmap thì mình thấy trên website họ để những sự kiện chính thôi, còn những cái chi tiết hơn thì chắc là các bạn phải lên Twitter và Telegram của dự án để các bạn cập nhật ha. Trên website thì tới đây là hết rồi. Thực ra thì còn một thông tin mà trên website không có nhưng mà mình thấy trong bài viết đánh giá dự án ShopNext của Cao Số 8 có đề cập, đấy là phần đội ngũ, là phần team. Thì mình thấy là 4 người core team của ShopNext đều là người Việt Nam. Đó, một cái dự án xây dựng đàng hoàng và chỉnh chu như thế này mà được làm từ người Việt Nam thì mình cảm thấy cực kỳ tự hào luôn. Dự án hàng Việt Nam chất lượng cao, ví dụ như Coin98 hay là Kyber, Cardia Chain, Axie Infinity, Tomo Chain là những dự án crypto blockchain Việt Nam, họ đã
khẳng định mình và vươn tầm vị thế ra thế giới rồi các bạn. Cho nên mình cũng rất là hy vọng là Shop Next cũng có thể làm được điều này trong tương lai. Ok, và bạn nào muốn đọc thêm về dự án Shop Next cũng như là đánh giá dự án Shop Next, tiềm năng của token Next vân vân thì mình sẽ để link bài viết Coin 68 ở bên dưới, các bạn có thể click vào để đọc thêm ha. Ok, và yeah, that's pretty much. Nãy giờ mình nói cũng khá là nhiều rồi. Cho nên là video review này mình sẽ kết thúc tại đây, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Coin 68 TV và của Jenny ngày hôm nay. Nếu mà bạn muốn biết thêm về dự án Shop Next thì mình sẽ để link social media của họ bên dưới, các bạn có thể download app ở trên App Store hoặc là Google Search Play về tự trải nghiệm, tự thao tác thì mình mới kiểu trải nghiệm được thực tế, đúng không? Nãy giờ nghe review thì cũng chỉ là nghe thôi, mình nghĩ các bạn nên tự trải nghiệm cho bản thân mình. Còn bạn nào mà đã trải nghiệm rồi, mua sắm trên Shop Next rồi thì có thể comment cho mình một cái bên dưới về trải nghiệm của các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều, bye bye, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau của Coin 68. Bye.